nước sôi thì mình sẽ cho măng mình vô lại nha. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. À, chào mừng cả nhà đến với bếp nhỏ trên sông của Ghe Hẹn Vlog. Thì hôm nay trước khi giới thiệu món ăn á, thì mình sẽ giới thiệu cái giấy khen của mình đã nhận về rồi đây nè. Cầm lên em. Nè nè. Đây là của mình mới nhận được. Cái này người ta ghi lộn nha, của mình là quyền lắp giò. Mà cái này tao ghi quyền La Dung. Mình là được giấy 3 cuộc thi giới thiệu ẩm thực An Giang nè. Đó, clip là gỏi sầu đâu. Với cái ghi em khui ra em. Còn tiền á thì mình được 4 triệu thì người ta đã chuyển khoản cho mình. Đây là cái kỷ niệm chương của sở văn hóa và du lịch tỉnh An Giang giải 3 này nè. Qua sang năm gán làm giải nhất nha em. Rồi thì bữa nay mình mang món gì ăn em? Bữa nay mua được cái mực nè, sẽ nấu canh với măng, mực nấu canh với măng. Ừ. Rồi một phần nữa thì mình kho nước mắm. Kho nước mắm nha. Ừ. Này kêu bằng kho luôn hả? Kêu kho luôn. Ừ. Ghim nước mắm gì đó. Ghim nước mắm. Ừ. Mực này là mực gì? Cái này là mực nang. Mực nang hả? Có con này là mực này mà tột. Nó lộn lộn vậy ha. Tại vì em muốn lấy hai thứ vậy đó cho ăn thế nào ngon. Măng này mình mua chợ nè cho nên người ta đã tách sẵn cho mình hết trơn nè. Măng mắc không? 20.000 ký. Mắc mà chắc cũng 2 ký quá. Một này 30.000. 30.000 ký gử. Ủa chưa được. Ký gử. Ký gử. Do năm nay dịch bệnh á cho nên mấy cái này là mình nhận online không à. Clip này kia mình cũng gửi online chứ không có dự thi bằng đi thi được. Bữa đó tổ chức cũng tổ chức bằng online luôn. Hình như được cái cô được giải nhất á, thì mới nhận trực tiếp thôi. Giải nhất thì được 6 triệu. Hai giải nhì phải không em? Hai giải nhì. Hai giải nhì mỗi giải 5 triệu. Ba giải ba. Thì mình được giải ba. Tại bữa hổm mình ghi cái này nè là LV mình viết tắt á, LV tỉnh Đồng Tháp. Cái mấy chị tưởng là La Dung để lai vung luôn. Cái này chút xíu mình nên treo dưới ghe ha. Phải được duy nhất em ha. Giải ba cũng được rồi. Giải ba cũng được. Được 4 triệu. Mà không chỉ mơ giải khuyến khích thôi. Ừ. Ai giờ được giải ba ha. Chính có giải là ngầm kỷ niệm thôi chứ. Ai ngờ được giấy ba cũng được. Ừ. Im. Mực thì mình bỏ cái con mắt ra. Bỏ con mắt với bỏ gì nữa không? Bỏ cái màn này đây. Cái này là cái gì? Cái này là cái ruột. Cái ruột hả? Ừ. Có gan nữa. Có gan mực nữa cũng bỏ luôn. Tại con mực nước còn... để gan á mình nấu vô cái nó là nước. Con mực thì chị bỏ hết trơn luôn ha. Chị lấy lại cái mình với cái đậu nó rồi. Có những người ta để hết trơn rồi rửa sạch là người ta ăn á. Ừ, cái đó mực tư quá. Mực tư mà người ta luộc ha. Ừ. Cái đầu người ta chị để gì để luộc. Để vậy người ta rửa lại sạch là người ta ăn. Không bỏ gì chứ. Ừ. Mực rửa rồi ha. Mực rửa rồi. Mực thì mình chỉ mang ra ở đâu mình rửa thôi. Đây mình sắc măng. Măng này thì mua thì người ta sẽ chặt bớt cho mình mấy cái phần già bớt rồi. Lột vỏ cho mình luôn. Chứ để quá anh không mua hả? Không có, anh đã để nguyên một vậy đó. Rồi ai mua người ta mới lột giùm. À lột giùm. Lúc căng ký là căng còn nguyên cái bắp bự kia. Là căng còn nguyên. Chủ yếu là ta bán ký là lấy ký mà. Thì cái bột măng như gì chứ thật ra thì nó sắc ra cũng không còn nhiều ha. Ừ, cái già nó nhiều. Bởi vì cho nên nó mới ghẻ đó. 20.000 cũng đâu có rẻ đâu anh.
không ghé. Dạ hạnh phúc ha. Mấy cái đó là bỏ nha. Dạ quá bỏ chứ hồi mình ăn cũng không ngon. Ủa cái này nhớ có mùa măng hay ta? Ờ mà cái này sao có măng nè. Cái này như trái mùa gì. Măng thì nhìn nhớ là mùa mưa mà cái đầu mùa mưa tháng 5, tháng 6 rồi đó. Ừ. Cái mà này cũng có măng. Cái này tháng 12 rồi. Ủa tháng 11, cuối tháng 11. Cái này mình sắc cái mình luộc sơ lại. Măng này được măng đen, măng đen mảnh tông mình á, ngon hơn măng này. Ừ. Măng này măng gì em biết không? Măng này măng thường hay gì em biết. Măng thường là gì? Không biết. Che nhưng mà loại nhiều trời che. Không biết che gì nữa anh biết không? Không. Mình che gai ăn được không ta? Không biết. Măng là không gành. Măng không gành ha. Nghe nói là măng đen á, cái măng mà màu đen á. Màu đen. Thì nó ăn ngon hơn. Cái vị nó nhẵn hơn. Em biết hết mấy loại che không? Che mỡ nè. Che gai. Che gai nè. Có che tàu không ta? Có che tàu. Rồi che gì nữa? Rồi che mà một đen là che gì? Che gì ai biết. Người ta kêu măng mạnh tông là che măng mạnh tông hả? Hả? Không biết. Nhiều loại lắm. Khúc này nó hơi cứng ha. Nhưng mà khúc này mình nấu lâu ngon lắm nè. Mình sắc thiệt mỏng cái đầu mình để vô trước. Ăn nó ngon lắm, giòn. Bữa che ăn trước này che gì em biết không? Che gai gì vậy? Đâu phải. Thấy có gai đó. Có đâu, ở đâu. Phải không? Che mỡ. Che mỡ hả? Sao kêu che mỡ ta? Nó bóng. Cái này mình ngâm măng che với nước muối em. Ngâm nước muối cho vô luôn. Sát kia như đây nhiều vậy. Cái này mà gặp mấy người mà phái ăn măng á. Ăn không đủ hả? Ăn không đủ. Như lâu lắm mình mới ăn măng. Sao thấy măng mọc tự nhiên nhưng mà ai cũng ăn măng độc ha? Không biết. Chắc tại cái cây nó. Măng thì nó không có độc. Măng này thì nó đâu có phân hút đâu gì đâu. Chủ yếu là cái bụi tre ở đầu nó mọc lên hả? Chỉ nhất thôi, ăn nghe nói bị nhất thôi chứ không có độc gì mấy. Rồi lâu lâu ăn mà bệnh hoạn gì. Lọc hành chút đằng mình nấu canh ha. Lâu lâu mình ăn mà có gì mai đâu. Ăn vô cũng bình thường rồi, đâu có bị đau nhức gì đâu. Này nắng dữ luôn á. Giờ này mấy giờ? 2 giờ mà còn nắng. 2 giờ đó. 2 giờ là bữa nào cũng vậy. 2-3 giờ là bắt đầu mình nấu cơm chiều, nó lai gai tới 3 giờ mấy, 4 giờ là ăn cơm. Cái nền ghe của mình nè, này sạch lắm nha. Tại nó bị dính mũ á. Mấy năm trước mình đậu với mấy cái gốc xài á. Cái này nè, nó dính mũ rồi chứ thực tế nó sạch lắm. Rồi nha. Mình sẽ luộc măng trước. Luộc sơ đi rồi cái mình bỏ nước cái... Mình bắt nước khác lên mình nấu canh. Cái này thì mình muốn nấu luôn cũng được. Nấu luôn cũng được. Cái đó thì tùy theo mỗi người sở thích thôi. Nấu luôn thì nó ngon hơn phải không? Nước nó ngọt hơn. Nó ngọt hơn. Anh muốn nấu luôn không? Còn lâu ăn mà. Nấu luôn gì cũng được. Tùy thôi. Rồi có cuộc là nấu luôn hay là luộc? Thôi trụng sơ cái. Trụng sơ cái ha. Cho sôi vài quận cái mình bắt nước khác lên. Mực này thì mình sẽ sắc xui xui rồi đầu mình sắc ngược lại. Cho nó có bông vậy đó. Cho nó thành cái bông. Cái này mình này thì mình hồi mình ghim nước mắm, còn cái đầu mực thì mình nấu canh. Cái đầu nấu canh ha. Mình ghim mình cắt vậy đó hả? Chút xíu cái đầu nó thành cái bông. Thành cái bông ha. Sôi em ơi. Sôi cho nó sôi. Sôi dữ rồi, được chưa? Sơ một cái. Sơ cái này. Dụng sơ thôi, chứ dụng nhiều quá nó cũng hết, nó ngọt rồi. Vì đường ha. Đổ ra.
mình để đó ha. Ừ. Mất nước khác lên mình nấu canh. Ừ. Nước sôi thì mình sẽ cho măng mình vô lại ha. Ừ. Nấu cho măng của mình chín á. Rồi mình mới để mực, xào mực mình mới để vô. Ừ. Khử mực á. Cái măng mà mình luộc rồi một nước nè, nhìn cái nước nó trong lắm. Nhìn ngon ha, trắng. Ừ. Vậy là mực mình phải xào ở ngoài. Ừ. Xào mình... sơ cho miếng mực mình nó thơm á. Ừ. Mới ngon. Mình mới cho vô nồi canh ha. Nó cho vô nồi canh. Giờ măng thì mình cứ để nấu hoài đi, lay gai thôi. Nấu cho gần chín mình để mực vô. Để chuẩn bị làm xào hay gì? Chuẩn bị bầm xào với một hồi mình ghim mực nè. Ừ. Bên này nghe tiếng khác không? Khác. Khác dữ không? Hơi hơi. Bị Covid đấy. cái nồi canh măng á, mình đem xuống dưới mình nấu rồi. Ở trên đây thì mình sẽ khử mật trước. Cho dầu vô xong thì mình cho cái gì chứ? Cho hành với tỏi vô. Hành với tỏi ha. Để mình khử á. Cái này mình khử cho thơm, cho vàng á, lặn hòm để cho nó vô nước mình á, cho nó thơm. Cho nó vàng vàng ha. Ừ, cho nó vàng vàng. Sẵn cho thơm nồi canh luôn. Tỏi mình vàng nè, cho mật vô mình khử nè. Nhớ bên nào không nghe đây hồi lộn nha. Cái bên kia thì mình để dành mình ghim. Bên này có trứng nữa nè anh. Ừ. Hai chồng mình ăn ký mật nhiều ha. Nhiều. Mình nêm luôn luôn nha, nêm. Ừ. Nêm trước ăn cho mật mình trước cho mật mình nó thấm. Bột nêm với bột ngọt với đường muối. Có nêm nước mắm không? Xài nước mắm thôi, khỏi xài muối. Xíu nước mắm ha. Nêm nước mắm à. Này gió ghê không? Gió mát ha. À, cấp này là ghe mình mát là hết trơn luôn đó. Ở đây là phải lúc nào cũng hủ cái chổi vậy nè. Đây bụi ở trên mấy cái cây này nè. Rớt xuống. Còn chỗ này á có cái cây nè cho nên mình treo cái bọc đi đừng có đụng cái đầu á. Đụng vô bể đầu. Dướng bọc. Mật để vô cái xăng liền. Ừ. Mật này mình xăng lại là được rồi. Canh mình nãy giờ nấu dưới nè, cũng được rồi đó. Ừ. Nãy giờ mình nấu ở dưới ghe chứ. Mình cho mật vô nè. Mật vô mình nêm lại là ăn được rồi. Canh mật này đơn giản ha. Hồi nãy anh tưởng là cũng như mình để mật vô mình nấu luôn, mình không có khử á. Vậy hả? Ừ, ai ngờ mình thử đâu có ngon đâu. Mình xong có mấy cái ghe tre, ta đi mua tre. Mát là ngồi bánh ta nghỉ mệt thế. Vậy là ăn cơm được rồi. Thiếu gì không? Thiếu. Nhìn thiếu gì? Gia vị nè. Tại măng nãy của mình chưa để gia vị gì cho. Ừ. Mình chỉ để muối mình luộc thôi. Để miếng muối luộc thôi. À. Với mực á, thì mình nãy có nêm xương xương à. Ừ. Nêm lại chút là mình ăn được đó. Thì cay ít. Cay ít thêm. Nếu có gia vị vô nó vừa ăn nó mới ngon được. Cái nước nhìn thấy cũng ngon quá ha. Ừ. Nước mực ra ngọt lắm đó. À.
cắt luôn chưa? Cắt lỡ luôn. Rồi. Mực mà mình để ghim thì mình sẽ trụng xương với nước nóng cái được rồi. Đổ vô cái đầu nó teo nó đi. Xăng rồi. Trụng vừa vừa thôi nha, chứ trụng quá mệt mà mực của mình đó, nó teo không còn miếng nào chứ. Này mình ghim được cũng dễ á. Đủ ăn. Đủ ăn. Mình đổ ra. Mình bắt lên mình ghim luôn. Hay trong cái chảo mình có để cái dầu của nước sa tế á. Đặn chút xíu cái màu mực mình cho nó ngon. Cái này lấy dầu mình cũng được chứ nha. Lấy dầu mình thì mình cũng phải, mình cũng mất để màu dầu đều á. Vô cho miếng mực mình nó nhìn nó ngon. Mà không thì mình lấy nước màu vô. Nước màu ha. Mình làm gì mình thôi để nước màu. Vì nó lấy cái này nó thơm hơn cái nước màu đó. Mình ướp luôn trong đây hả? Thử mình em cho vừa ăn cái mình để mực với mình xào. Siêu nước mắm nha. Miếng bột ngọt, miếng bột nêm. Đường không? Miếng đường. Miếng đường nữa là xong. Miếng nước lạnh nữa. Tí xíu nước lạnh nha. Cho mực vô luôn. Cái này kiểu như kho vậy ha. Kiểu như kho vậy. Mà người ta kêu là ghim ha. Mực ghim gì? Mực ghim nước mắm hả? Nước mắm. Còn nếu mà chiên thì vậy mình phải chiên trước ha. Chiên là mình phải chiên trước. Rồi mình mới khử lại mắm. Còn lại ghim này thì mình chỉ luộc mực cho nó xương, cho nó săn lại là được rồi. Trụng cho nó săn thôi là mực là được. Bắt đầu mình để nhỏ lửa lai ga cho tới khi rút hết nước ha. Xem xếp nước vậy đó. Cái này chắc chấm với ăn cơm nóng là ngon ha. Cái này nó hình sệt nha, chứ nó không có nước nhiều. Không có nước nhiều ha. Nó hình sệt kẹo kẹo vậy đó. Ăn với canh cũng ngon. Giờ mình sẽ để nhỏ lửa lại. Mình cho hành vô luôn ha. Mấy hành vô nữa mình nhắc xuống được đó. Hay cơm mình cũng đã làm xong rồi nè. Hôm nay cái nồi nhìn thấy ngon ha. Cơm chiều của mình rồi nè. Bữa nay hai món tôm mực không? Sắp sắp cái bàn lại. Để nghe vậy luôn ha. Để nhìn kỳ vậy à. Vậy là sao? Đây, mực găm nước mắm. Còn bên đây là canh mực. Canh mực với măng chè. Rồi, mời cả nhà ăn cơm nha. Rồi, mời cả nhà ăn cơm nha. Dạ, ăn miếng mực này trước đi. Thử coi nó sao. Hay sao? Mực giòn. Giòn hả? Dai mực, dai. Mực thì phải giòn rồi. Dai dai nữa. Mặn mặn. Cay cay. Mình nêm cho kiểu mặn mặn dễ ăn cơm ăn ha. Ăn cơm ngon. Ăn món này là ăn cơm được. Bắt cơm. Thì món này là mình ăn cơm trắng là ngon nhất. Ăn với canh cũng hợp chứ không? Măng rồi, canh măng là ngon nhất rồi.
bữa nay một ký mực mình chế biến thành hai món. Khoái canh măng không? Măng ngon mà. Măng mình nấu với mực á, ngọt ngon mà thơm nữa. Thơm là do mình khử cái mực á. Im ha. Cái đầu mực này thì giòn hơn cái mình. Giòn ha. Cái này hồi đó giờ mình cũng chưa ăn món này lần nào luôn. Cái này kiểu như mình kêu ghim chứ thật ra kêu kho nó cũng đúng nha. Nếu mà theo như mình kho thì mình sẽ không để cái nước này á, thì đã thành ra kho tiêu kho này kia luôn á. Sao được không? À, thấy cũng im á. Im á. Rất là trứng à. Trứng ăn hết sảy hả? Hết sảy. Măng mình phải ăn một miếng này nè. Một miếng ở dưới góc á. Dạ dạ ăn ngon. Măng này nó hơi còn hơi nhẵn nhẵn thôi nha. Nó nhẵn hơn cái măng mạnh tông của mình. Cái măng mình nấu mau mà. À, giờ hầm chứ cũng lâu quá. Miếng giòn hết chứ. Cái gì giòn? Cái miếng măng đó. Này cặp ăn với cơm là hết sảy. Ngon quá, không ăn không được. Món mực chứ mà ăn ngon chứ. Ngon. Ăn kiểu nó lạ lạ ha. Mình lấy cái dầu của sa tế là nó thơm mà nó cay cay á. Ăn ít nhé. Thay vì mình lấy cái dầu màu điều rồi đó, nó đâu có mùi cay mà nó cũng không thơm bằng. Mà con nít ăn thì không được ha. Nít thì nó con nít thì mình phải lấy dầu điều, mình thay cho dầu sa tế, hoặc là mình có thể lấy dầu dầu phộng mình thôi, dầu ăn á. Dầu ăn. Mình làm khỏi cần làm bằng dầu sa tế. Thôi mình có thể để tương ớt vô cũng được. Tương ớt với tương cà mình lấy màu cho nó đẹp thôi. Mới là được không quá. Được ha, mai bóp kho ăn. Dễ mà, mau nữa. Mực này mình kho tiêu cũng ngon đó. Nghe nó vậy chứ chưa ăn. Nghe nó nói có tiêu chắc cũng kiểu kiểu gì. Hay giờ mình bỏ cái nước sa tế đó ra là được rồi đó. Là đầu mình kho cho nó kẹo lại, đầu để tiêu để hành vô thấy như nước màu. Mực thì dễ làm mà mau ăn đó. Có măng mình nấu hơi lâu thôi, với mực là mau lắm. Con mực nó mau chín. Mà sáng mua mới không? Mới. Mới đúng. Cô đã nói vậy đó mà không biết sao. Nhìn. Không mà nhìn thấy nó cũng mới. Măng mới ngon. Mới nó ngọt. Ngon
lâu lâu ăn món mấy món này nè. Ừ. Làm miệng ăn cơm ngon lắm. Như nào giờ anh chưa ăn canh măng với mật á? Chưa. Chưa được. Kiếm gì? Kiếm gì đâu? Đây, ở nhà mình sẽ kết thúc clip đây luôn. Mọi người xem được clip của mình á, đừng quên cho mình một like, xem như đăng ký kênh nha. Rồi, bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau.